55 gì tốt. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ một xíu và chúng ta nhọn nhẹ xíu nhảy ngoạn chán lắm không? Bây giờ mình thay đổi cái tình một xíu, đó là tôi muốn giới thiệu cho dòng một bài hát. Nếu mà hôm nay là các bạn các anh chị đã hát quá nhiều rồi, nhưng mà để dành một chút xíu cho ban nhạc hát chứ. Ban nhạc nó mệt rồi, hồi nãy hát đầu tiên hát rồi, bây giờ hay đóng rồi, mọi người đóng rồi xuống đi. Trời ơi, mình đi đâu? Sáu sĩ trùng sanh xí sò xa xa. Đổ cái lẽ nghĩ tầm tha lẽ cái lỗ ngộ tội. Sâu sâu sùng 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 xê xả phô hồ. Rồi chúng tôi thay đổi một chút xíu, lắng đọng một chút xíu qua dòng hát của Quang Hòa. Qua bài này hát, chúng tôi muốn giới thiệu. Bây giờ Quang Hòa đâu rồi? Một tay keyboard. Mà một tay keyboard đã làm cho sân khấu này có một thời rất vinh dự nhất. Nhưng bây giờ vinh dự nhất là người ta thấy ra có một người trăm mà được đến một keyboard trong các vùng trường lớn. Và hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu qua một bài hát của keyboard Quang Hòa. Chúng ta hôm nay cố qua đây đi con, người ta bỏ cái chiếc này cố ạ. Và đây cũng là một chàng trai thanh niên mới lớn lên 15 tuổi nhưng riêng nhưng cũng ở đây rồi con phải ăn cái này hả đi con ăn sữa kia này sữa à, ok ok này mày uống sữa thì nhiều tốt lại cũng bị uống sữa con còn không uống nước đâu. Thank you.
đây. Ai tuyệt. Ni là theo lời khán giả cho con là biên. Ni